Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình số 72 thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Chương trình hướng đến phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố Cần Thơ lớn mạnh về số lượng, chất lượng, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố có quy mô, năng lực và trình độ, đáp ứng mục tiêu công nghiệp quá hiện đại quá đất nước Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, một số doanh nghiệp có vị thế vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố Cần Thơ có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu của các quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế uy tín trong khu vực và quốc tế. Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.